Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn những trận thi đấu đánh Lavaloon cực kỳ hay. Và nói chung là những cái mẫu bay mà không thể chống nổi được Lavaloon đâu. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn luôn. Và anh em COC lớp đã có một trận thắng Trung Quốc rất tốt. Clan đội bạn là level 23, có 425 trận thắng. Trong khi bên mình nói như, bên mình nhiều thế nhỉ, 4562 trận thắng rồi. Và đánh Lavaloon rất tốt anh em, đập tan NATO 1 Trung Quốc luôn. Thì đây là mẫu bay mà không chống nổi Lavaloon. Đây là một kiểu mẫu bay bay cúp huyền thoại. Ta-da, anh em nhìn nha. Và nếu các bạn thấy thích video của mình thì hãy để lại mình nút like, share và đăng ký kênh Akari Gaming để luôn cập nhật những combo mẫu bay mới, cách đánh mẫu bay, thông tin nóng hổi của Lavaloon của Len các bạn nha. Và nếu anh em nào mà chưa xem video về mình nhận quà từ Supercell, mở hộp quà bí mật của Supercell dành cho những nhà sáng tạo của nội dung game Clash of Clans thì hãy theo dõi lại trên kênh của mình các bạn nhé. Mình đã đăng rồi đấy. Nè, món quà rất là bất ngờ luôn. Bởi vì Supercell rất biết chiều đáp ứng những yêu cầu của các nhà phát triển cũng như là nhà sáng tạo nội dung của game Clash of Clans các bạn ạ. Họ có rất nhiều người sáng tạo. Mình là một trong những người đó. Có lẽ mình là người đầu tiên được ở trong đội ngũ của người Việt Nam, kênh YouTube Việt Nam có được cái món quà đấy. Mình rất vui các bạn ạ. Quay trở lại trận thi đấu này thì vâng, dòng điện đang phát huy tác dụng là cực kỳ tốt. Khu vực này vâng, Expo để mặt đất tòe tết tòe là nhòe rồi, tòe hết cả đít rồi. Vâng, dòng điện thả cực kỳ từ tốn anh em ạ. Ồ, King một bên và Queen ở một bên này. Royal Champion cũng đã tham chiến luôn trong tình huống này các bạn ơi. Ồ, vâng, xem cái kiểu này để hôm sau còn biết mà về mà đánh bay cúp ở cái mẫu này. Wow, một pha tấn công all in từ phía khu vực góc nhà chính nhưng 11 giờ đập xuống. Wow, Royal Champion vừa chơi trong cây thổi gió rồi. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Ồ, vẫn còn một bình độc kìa. Đúng rồi, vâng. Ồ, độc luôn thả vào đám lính này. Vâng, balloon tòe tét là nhòe luôn. Vâng, có lẽ mình cũng sẽ nhìn cái cách đánh này để mình áp dụng với cái khi mà gặp cái đội bay cúp mà gặp cái mẫu nhà này. Sẽ phải chơi theo kiểu này thôi. Vì cái mẫu bay cúp huyền thoại có nhiều người chơi để cái kiểu này lắm. Và đây là một mẫu bay thất thủ cho combo Lavaloon các bạn nha. Tét rồi. Tiếp theo là cái mẫu bay này nữa. Vâng, Expo mặt đất ư. Vâng, có hai cái Expo mặt đất và hai cái Expo để cả trên không nữa. Và như vậy là đưa Ice Golem. Vâng, tùy từng trận đánh mà cho áp dụng vâng, Ice Golem hoặc dòng điện là thay nhau anh em. Trận này chơi 3 lava 30 blue luôn. Rồi, Royal Champion xông vào rất sớm luôn các bạn ạ. Vâng, đã đánh được rồi. Tuyệt vời. Quá hay luôn các bạn ạ. Vậy là vâng, có bình nhân bản ở đây đánh cho toang luôn. Nhưng dòng điện có trụ được không? Ô, hy sinh nhưng sẽ sập thôi, sẽ sập. Đúng rồi. Vâng, em dòng điện chết rất đúng quy trình. Và cây Inferno 1 tia đã bị hạ gục luôn. Tập trung hướng ở góc 12 giờ. Rồi, bây giờ một số công trình là sẽ có 2 đến 3 balloon sẽ được thả ra cho tùy từng công trình các bạn ạ. Rồi, vâng, cách thả ra balloon đây. Càng đét luôn, vâng, chuẩn bị. Chưa đâu. Wow. Một pha vâng, quay xe đến từ vâng lava balloon. Gồng quá đẹp và đúng thời điểm cực kỳ luôn anh em ạ. Trận đánh nét như Sony nhỉ. Thôi rồi luôn, còn hai bình tốc nữa. Vâng, vụt ở đâu vậy anh? Bình tốc nữa, vụt ở đâu anh? Trụ ghi giác chết đến nơi rồi kìa. Ô, chấp luôn spell à? Ồ, kinh, 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 kinh. Thế thì kinh rồi. Vâng, chung nô 1 đánh thế này thì kinh rồi. Được các bạn ơi. Vâng đấy, trận đấu Lavaloon đập toàn top 5 của Trung Quốc đấy các bạn nha. Êm ru luôn. Vâng, balloon, lava pup, còn rất nhiều minion, cũng cả một đống luôn. Ồ, hội thành giờ mới ra à?
Tuyệt vời, tuyệt vời. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một trận thi đấu nữa của người chơi Kelvin UK. Vâng, 49 loi nhoi để đánh nhà 12 luôn. Lại là một kiểu mẫu bay. Vâng, khó chịu nếu mà áp dụng ở bay huyền thoại, bay cúp đấy. Cái bay này kiểu all in như thế này. Nhà chính nằm lọt thỏm ở khu vực trung tâm luôn. Vâng, tuy nhiên dụ lĩnh hội thành sao mà nhanh thế. Vâng, tiêu diệt được cả em Queen ở đây nữa. Vâng, nhìn qua thì nó có vẻ khó khó, mà đến khi đánh thì nhìn có vẻ ổn ổn nhỉ. Sẽ là một pha gồng kinh sớm. Đúng rồi. Nhưng quả đấy là hơi muộn rồi vì Queen đã ăn mất một phát rồi. Thôi xong. Vâng. Và như vậy là vâng, cướp được nàng thì anh ấy cũng đã hy sinh. Em Queen gồng nốt. Vâng. Ui, máu giấy luôn. Càng chết rồi, chết rồi, chết rồi. Cái pha đấy là chết rồi. Hai máy bắn đá ở đây quá hớ hình nhỉ. Dòng điện xử xong hai cái máy bắn đá rồi. Vâng. Nhìn thì có vẻ ngon mà cuối cùng lại thành tù rồi. Inferno một tia chắc chắn là sẽ bất lực trước cái đội quân đông đảo đến từ Lava Pub cũng như là Bloon. Đại quản giáo cũng được hỗ trợ từ hướng 8 giờ đi vào luôn rồi. Rất đồng quân trong tình huống này. Royal Champion đã bật gồng lên để chơi luôn rồi. Inferno một tia lại nằm sàn. Và các bạn có thể thấy là chúng ta vẫn còn tới 5 Bloon nữa. Nhà chính lòi ư không sao. Vâng, có bình tốc cho đại quân ở đây. Cây thổi gió khá là khắc nghiệt và gặp ngay luôn bẫy lốc xoáy. Vâng, điệu nhảy tango đến từ cái đám Bloon này rồi. Nát nhà. Nay thì nhà chính với chúng tôi này. Ui dồi ôi, thiệt hại mất một nửa đống Bloon luôn anh em ạ. Ơ, tại sao không đóng băng thổi gió nhỉ? Không, đóng băng quy giáp nó hợp lý hơn. Bởi vì quy giáp nó thổi đám lan. Đóng tiếp một phát nữa. Phà đấy thì quá chuẩn chỉ rồi. Còn một phát nữa, vâng, chưa hết kèo đâu. Vâng, đồ chơi còn rất nhiều. Chết toi quy giáp đi. Rồi, xong. Mẫu bay này đã hiểu các bạn ạ. Hình như trong pha thi đấu vừa rồi thấy thả nó có gì sai sai ở chỗ quy giáp. Bởi vì đầu tư tới cái ba đóng băng. Đúng không? Cái pha tả tốc sai nên dẫn đến kéo theo bị cái đóng băng nó lỗi. Nhưng không sao, đây là một trận thi đấu 3 sao đẹp tuyệt vời với combo Lavaloon các bạn ơi. Rồi, cuối video này còn có một trận đánh Super Queen dòng điện ảo diệu nữa cơ, không đánh Balloon luôn. Tiếp theo là một trận La Balloon nữa nha các bạn nha. Vâng, anh em bên COC Love đợt này rất chuộng La Balloon. Vâng, anh công chính à. Vâng, anh thủ lĩnh mà anh đánh hay như thế này thì anh em làm sao mà theo kịp được đây. Rồi, tiếp tục chiến đấu nào. Vâng, Inferno nhiều tia, Queen bảo, King bảo là easy game. Ồ, một pha đóng băng chiến thuật để mà mở lối cho ôm bom vào các bạn ạ. Vậy sẽ đục luôn cả Queen ở đây. Ăn cây Inferno nhiều tia sao? Hay là có tình huống gì? Đúng rồi, đục Queen vào đây ăn Inferno, ăn trụ ghi giáp. Ồ, nó để bẫy lốc xoáy ở đây cơ à? Hiểm đấy, hiểm đấy. Vâng, 90% đổ lên là đặt cái bẫy lốc xoáy ở khu vực gần nhà chính cơ. Ồ, Queen đi ra rồi. Ô kìa bạn ơi. Rồi, dòng điện Balloon sẽ nhào vào ở đây. Ui, rất nhiều bóng bay trong tình huống này. Vâng, em Queen sẽ nằm sàn thôi. Yo, sập mày. Sập đại bàng rồi. Vâng, những công trình mạnh nhất ở đây hiệu rồi. Vâng, đoàn kết là chết hết trong khu vực góc 6 giờ đổ lên. Vẫn còn bom nữa ở đây. Ui giời ơi. Tiếp đến là những màn thả lava với cả là Bloon. Vâng, cầu đá ơi, bạn cầu hơi nhiều rồi đấy. Vâng, nhiệm vụ của chúng ta hôm nãy bị tạch mất cái trường hợp đánh cây máy bắn đá. Vâng, bây giờ phải trả giá rồi. Đóng băng phát nữa không? À, không cần. Đóng băng còn có 2 quả thôi. Vâng, sử dụng ở chỗ khác là an toàn hơn. Vâng, em Queen ở đây rất là nhức nhối các bạn này. Nhưng mà đại quản giáo vẫn chưa gồng bởi vì chưa có đội quân để hội tụ vào khu vực nhà chính. Ôi dồi ôi, vâng, chờ đám kia. Đúng rồi, đây rồi, chuẩn bị đúng người, đúng thời điểm, bật lên. Quá đẹp, tuyệt vời. Đó, nó phải như vậy các bạn ạ. Mà may mà có bình tốc nó chạy được cái đám nhà chính nó nổ ra chứ không quả đấy thì toàn. Queen 70 nó rất nhức nhối. Nhưng mà rồng điện 4 đã yểm trợ rồi. Tuyệt vời.
Một trận thi đấu tốt của anh Công chính, thủ lĩnh của Len CLC Love, và chúng ta sẽ chuẩn bị đến với trận thi đấu cuối cùng với combo dị đấy, Super Queen dòng điện mà không hề xin một con balloon nào ở trong quân đội, mà không biết ở trong hội thành thì có balloon không thì mình chưa rõ vì mình chưa xem, mình chỉ mới xem combo ở phía ngoài thôi. Vâng, rất tốt luôn các bạn nha. Anh em thấy hay thì nhớ bấm like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình với nhá. Đây, chúng ta hãy đến một trận thi đấu với Super Queen dòng điện. Vâng, giờ mình mới thấy cái kiểu này các bạn, bình thường sẽ có một số balloon nữa chứ, nhưng mà đây không, trận này vâng chơi luôn Queen dòng điện, hay đấy nhỉ, đánh nhà 30 luôn. Không biết có phải là người chơi quý giáp không hay là tên gì thì mình cũng không rõ lắm. Mình chỉ thấy những trận nào hay hay mà lạ lạ thì anh em là mình quay thôi. Thường thì anh em cũng chơi combo Minor Hawk rất nhiều, nhưng mà combo đấy thì nhiều người chơi được rồi, thì nhiều người cũng làm rồi, nên là mình đổi sang những cái trận thi đấu bằng quân bay Lavaloon này cho nó mới tí. Còn Minor Hawk thì bao giờ trận cua nào cũng thấy có, nhưng mà theo như anh em bảo thì cũng phải tùy bay chứ không phải bay nào cũng chơi được. Tại sao mới chỉ có một em Ice Golem nó lòi mồm ra đây thì nhỉ? Khả năng ở trong đấy còn lava. Ồ, đấy, như vậy là Queen sẽ đi vào thẳng khu vực nhà chính. Còn cái bầy rồng này có đại quản giáo, vâng, bảo kê. Rồi vâng, chuẩn bị. À, ui, 3 Ice Golem luôn. Có gồng không? Hỏi lần nữa có gồng không? Không gồng. Vâng, chúng tôi quyết định không gồng. Chúng tôi mang nhiều đóng băng lắm. Ồ, liều nhỉ? Vẫn chưa gồng. Không hiểu kiểu gì. Xiên, đúng rồi. Vâng, rồi, cho em biển xiên quả đấy hay. Wow, 4 công trình phòng thủ bị xiên luôn, bị đóng băng luôn. Vâng, thời điểm này mới gồng đại quản giáo. Vâng, hay. Hợp lý. Bây giờ mình mới hiểu tại sao để đại quản giáo không gồng rồi. Cái Inferno một tia nó cực kỳ là nhức nhối và phức tạp. Quá hay anh em ạ. Hay. Pha gồng đại quản giáo đấy, pha đúng highlight luôn. Không biết anh em có nhìn kịp cái pha gồng đấy ở góc 12 giờ không, nhưng mà pha gồng quá chuẩn bài. Giật nó, tiêu diệt nó đi. Vâng, cuối cùng đại quản giả, đại bàng nó vẫn thọ các bạn ạ. Vâng, đến cuối trận mới hoảng. Ôi, một mình ta chấp hết. Vâng, đúng ở chính giữa bản đồ luôn, nó thống sống dài thật. Xong. Đấy, như vậy trong video ngày hôm nay thì mình đã review cho các bạn những trận thi đấu bằng Lavaloon cũng như là trận thi đấu bằng Super Queen dầu điện rất hay của anh em CLC Love, đã giành chiến thắng trước đội Trung Quốc với tỷ số là 28-9. Vâng, rất là chênh lệch. Và nếu các bạn thấy thích video này của mình thì hãy để lại mình nút like, share và đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tới. Mình đi đây. Bye bye.